Tập 16 Niềm vinh quang. Tự hào của tôi. Tự hào. Được rồi, đi ngủ đi. Đi ngủ nào. Kỹ sư qua, ngủ dậy rồi còn không ngủ. Anh ở đây khóc lóc cái gì? Đêm dài triền miên, hàng xóm khóc than. Đột nhiên quay về như năm tôi kết hôn. Trong lòng bất giác đau buồn. Người phụ nữ của tôi đã gặp phải sự ngăn cản gì để cuối cùng bỏ tôi mà đi? Ngăn cản con khỉ. Vợ anh tìm một người tốt hơn chạy với người ta rồi. Ánh trăng trên cao mà lại không có chút tình thơ ý họa gì hết. Tầm thường. Được. Năm nay bọn mình sẽ tổ chức hôn lễ nên sẽ bận lắm. Em thấy kết hôn từ lực cánh sinh cực kỳ hãnh diện, cực kỳ hạnh phúc. Không chê anh ấy có mùi mỡ lợn nữa sao? Ai dám đảm bảo không mất phong độ chứ? Cô ấy do dự rồi. Lúc chọn nhà đâu cũng cảm thấy tốt xấu đan xen, đâu cũng cảm thấy không dứt khoát được. Ai bảo anh bất đồng ý kiến với em chứ? Nếu nhìn hợp ý thì sẽ không bị phản đối. Lúc em chọn nhẫn cưới anh có nói gì không? Đúng nhỉ? Lấy ra khoe với các cậu. Nào nào. Mình mở miệng đòi nhẫn kim cương có đẹp không? Nhẫn kim cương sao? Tuy là kim cương tắm nhưng nhìn nó rất đẹp. Kim cương tắm cũng là kim cương. Đi, vĩnh hằng lâu dài, mãi lưu truyền. Cậu khóc cái gì? Nhẫn kim cương. Thật ngại quá. Cắn. Nhìn nóng nóng vẫn mình đã.
Em lịch sự chút được không? Anh không bảo anh nhìn ngón tay. Em muốn anh nhìn nhẫn. Người ta là nhẫn kim cương. Tại sao em gả cho anh chỉ được nhẫn vàng chứ? Anh nói em biết cái này là nhà bọn anh nhiều đời truyền lại đó. Nhưng mà nó cũng chỉ là nhẫn vàng. Đó là do anh không giỏi giang ấy mà. Theo logic của anh, nếu anh không làm được trưởng ban thì em không có đãi ngộ của phụ nữ đúng không? Suy cho cùng là anh không coi trọng em. Em dễ tính. Nếu anh cưới Thẩm Vũ, mẹ cũng không dám lấy chiếc này ra. Em quá đáng rồi. Sự thật là như vậy mà. Trương Ái Linh từng nói, dừng, đồng chí Diệp Hà, đừng lấy lời nói của thai phụ ra khích anh. Anh cảnh cáo em, chuyên viên nhỏ cũng có lòng tự trọng. Bác Tài, chúng ta không đến ga xe lửa nữa, chúng ta đến trung tâm thương mại Diamond. Anh lên cơn điên gì vậy? Chính là đây. Anh đổi những kim cương cho em, giống như cái của Thẩm Vũ, nhãn hiệu mà họ mua. Kim cương Vĩnh Hằng lâu dài, một viên là phá sản. Không đúng, một viên mãi lưu truyền. Đồng chí Diệp Hà, đi. Chính là tiệm này. Chính là quầy hàng này. Chiếc này được không? Đẹp đó. Anh à, đây là những kim cương mà anh đặt. Cảm ơn. Hiểu Vi, Diệp Hà, hai cậu lên tỉnh sao? Cuối tuần chúng tôi nghỉ dưỡng. Cái này hai người mua sao? Chúng tôi định năm nay kết hôn. To vậy chắc đắt lắm. Hai người cũng đến xem những kim cương sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng đến. Chúng tôi đến xem thôi. Nhưng mà xem đi xem lại, vẫn thấy chiếc này tốt hơn. Này, em là có ý gì? Chúng ta cũng đến mua mà. Hai người chọn tiếp đi. Chúng tôi còn phải đến khu trẻ em mua mấy bộ đồ cho con. Hai người chọn đi nha. Hôm nào chúng ta cùng ăn cơm. Thật biết nhìn hàng đó. Này, em là có ý gì vậy? Đi thôi. Dừng dừng dừng. Em đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Em làm cái trò gì vậy? Em muốn mua những kim cương mà. Mấy cậu quảng cáo kim cương Vĩnh Hằng gì đó đều là lừa đàn ông đốt tiền. Chúng ta không mắc bẫy. Đến ngay. Thơm dữ lắm đó. Coi chừng bỏng. Múc ra bát ăn. Anh thật lòng muốn mua những kim cương cho em. Em thật lòng không muốn đổi. Không phải chúng ta mua nổi những kim cương mà. Không phải vấn đề tiền bạc. Mà do như vậy là không đúng. Thật đó. Anh xem chúng ta so sánh cái gì? Người với người sao mà so hết được. Kim cương đúng là đẹp, nhưng mà đó không phải là thước đo để đong đếm hạnh phúc đâu. Người đang hạnh phúc, không có những kim cương vẫn hạnh phúc. Có thể ân ái mặn nồng, nhìn thấy đối phương vui vẻ, ở chung một chỗ thì có vô vàn đề tài. Cho dù chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp cũng vui không biết chán. Vậy vẫn chưa đủ sao? Dùng bát đi. Múc ra. Xem em định ăn hết đúng không? Động em thì chết. Tình yêu là kim cương óng ánh lấp lánh. Hạnh phúc lại là ăn uống, ngủ nghỉ. Không giấu được mùi mồ hôi thì chỉ đành làm sọt khí thải. Cho nên người đã kết hôn với chúng ta không muốn sự lấp lánh đó, chỉ muốn lâu dài. Đúng, đúng rồi. Câu này anh hoàn toàn đồng ý.
thế đâu. Ưu điểm lớn nhất của vợ anh chính là năng lực sửa sai giỏi, có thể xưng là DVD quốc sản. Cái đĩa thô cỡ nào quán trách mấy câu thì coi nó như cái đĩa tốt. Điểm này anh đúng là không so nổi. Chúng ta đều biết xe bus nhanh hơn xe lửa, nhưng mà chúng ta vẫn kiên quyết chọn đi xe lửa, đúng không? Đúng vậy. Xe lửa rất chậm, nhưng mà nó có câu chuyện của chúng ta. Đi xe lửa ngược lại có cảm giác hạnh phúc. Tóm lại anh thấy nhà ở khu Phú Lễ tốt, khu Kim Hâm tốt, kiểu nhà ở dạng cảnh cũng to. Xem không mua. Sân thượng của Lục Lan có vườn hoa đó. Em lại không phục anh đúng không? Em không phục. Có phục không? Không phục. Có phục không? Không phục. Anh làm gì vậy? Em không phục. Có phục không? Không phục. Có phục không? Không phục. Anh không tin là em không phục. Có phục không? Bốc thăm đi, bốc thăm. Chụp cái gì? Ai cho hai người chụp? Đừng chụp. Đừng chụp nữa. Đừng có chụp mà. Chụp đi, chụp đi. Hello, everybody. Good morning. Chúng ta làm vậy không được đâu. Chưa nhận được lương, tôi không tháo ổ cứng về mới lạ. Cậu kệ đi. Tiểu Lương, tôi chỉ nghỉ có một tuần, sao lại trở nên như vậy? Trung tổng, tôi bảo lãnh cho người khác, kết quả đó là tên lừa đảo. Tiền của công ty đều bị đóng băng rồi. Tôi phải lắp hố cho hắn. Chuyện lúc nào vậy? Một tuần trước. Tôi tưởng tôi giải quyết được, nào ngờ. Vậy mà chị còn bảo tôi nghỉ phép. Không phải tôi không muốn cho cậu biết, Chung Lệ Mai tôi cũng làm ra chuyện ngu ngốc này. Chị cũng là người tinh ranh hơn cả trộm, sao mà chính chị lại mắc bẫy chứ? Người phụ nữ tinh ranh cỡ nào cũng không chịu được lời ngon tiếng ngọt của một lão già điển trai. Alo Dĩ Lâm. Được, em về ngay. Bye bye. Công ty xảy ra chuyện lớn vậy à? Ăn đi, ăn đi. Chị gọi tôi tới ăn cơm là có chuyện gì? Không, không có gì. Ăn cơm xong hẳn nói, ba ăn đi. Không sao. Bữa cơm này lẽ nào là cơm giải thể của chị và Dĩ Lâm? Không phải, không phải. Công ty vẫn còn hy vọng. Chỉ là được rồi, để tôi nói đi, là như vậy.
Để tôi nói, quy mô hiện giờ của công ty chúng ta đang thu nhỏ nhưng chưa đến mức phải chết. Bởi vì dù sao chúng ta cũng đã lăn lộn trong ngành này nhiều năm, đã quen đường quen lối rồi. Chỉ cần thời gian này nhận được một vụ làm ăn lớn thì sẽ cầm cự được. Nếu sau này nhận thêm một vụ làm ăn lớn nữa thì sẽ cầm cự được 1-2 năm, cuối cùng cũng sẽ phục hưng thôi. Chỉ cần duy trì được mối làm ăn, công ty cũng sẽ không sao. Đúng vậy, mấu chốt là việc làm ăn không được đứt quãng. Cô xem, thời gian này chúng tôi nhận được một đơn hàng có hy vọng lớn. Tôi bán luôn nhà của mình, gom được toàn bộ tiền đặt cược hết vào đơn hàng này. Nhưng mà tôi tính đi tính lại thì vẫn còn thiếu 90.000. 90.000 đó. Bà xã à, chúng ta có dành giùm chút tiền mà, đúng không? Em xem có thể lấy 90.000 đó ra cứu nguy cho chị ấy không? Hình như em uống hơi nhiều nước, em đi vệ sinh một chút. Không cần, ở trong phòng này có, ở đây có. Ở gần quá, có hơi ngại, tôi vẫn nên ra ngoài thì hơn. Không sao. Alo, Dĩ Lâm à. Em để quên tài liệu ở trường, em phải đến đó. Không cần, hai người không cần chờ em, ăn trước đi. Ăn đo mới có sức, ăn trước đi nha. Cứ vậy nha, bye bye. Được, bye bye. Trung tổng, Thẩm Vũ, cô ấy có việc không quay lại được. Nhưng mà cô ấy cũng không nói, chắc chắn là không được. Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Trung tổng, được rồi, tôi hiểu thật mà. Lúc này khác lúc xưa quá. Không sao, cậu ăn đi. Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, tôi không tuyển người không có kinh nghiệm. Chàng trai trẻ, nếu cậu muốn đi lên cao thì phải lên hết bậc này tới bậc khác. Nếu bậc đầu tiên đã sập, cậu dựa vào đâu để người khác tin cậu có thể đi lên cao chứ? Tôi đảm bảo, tôi sẽ trung thành với chị hơn bất cứ người chồng cũ nào của chị. Cậu đã bỏ cả lòng tự trọng, vậy tôi còn sợ gì? Kỳ đầu trả 74.800 tệ, sửa chữa 25.000, vừa khéo dùng quyển sổ này, vậy thì 30.000 này sẽ dư ra. Không đúng, chi phí mua đồ điện phải chi từ đây. Tivi, tắm chưa? Tắm rồi. Thẩm Vũ, đừng nhắc Dung Lệ Mai với em. Anh đâu phải lãnh đạo công ty, anh đắn đo cái gì chứ? Chẳng qua là cứu nguy cho người ta thôi mà. Ngộ dở lỗ thì làm sao? Không đâu, anh có thể đảm bảo không? Nếu chị ấy có cách khác thì sẽ không mặc dày đến nhờ chúng ta. Được rồi.
Được rồi. Anh có biết bây giờ chuyện anh nên làm nhất là tìm một công ty khác không? Trả tiền nhà kỳ đầu xong còn phải chi tiêu hàng tháng đó. Đó mới là cái nhức đầu. Năm xưa anh không tìm được việc làm là chị ấy đã cho anh cơ hội. Em biết. Sau đó anh cũng đã kiếm nhiều tiền cho công ty mà. Cái đó thì khác. Không chịu thôi đúng không? Anh từng hứa với chị ấy sẽ trung thành với chị ấy hơn bất cứ ai. Chị ta là ai mà anh phải trung thành chứ? Hoa Di Lâm, em nói cho anh biết, bây giờ anh trung thành với chị ta là không trung thành với em, anh hiểu không? Bây giờ em bắt đầu nghi ngờ anh và chị ta. Ngoài quan hệ nhân viên và bà chủ, chắc chắn là còn quan hệ khác. Quan hệ không bình thường, quan hệ nam nữ không bình thường. Em như vậy chẳng khác gì nói nhăng nói cuội. Em nói nhăng nói cuội sao? Nếu hai người không có quan hệ nam nữ không bình thường, sao lại lấy tiền kết hôn đi lắp hố cho chị ta chứ? Ngoài tình yêu và dụng trộm ra, còn chuyện gì có thể khiến đại não con người rối rắm tới mức độ tự tìm đường chết? Thầy Tiểu Vĩ à, ở đây. Nào, cầm lấy. Chắc là anh nghe lén cả buổi rồi, đúng không? Hay là chúng ta ngồi xuống cùng nhau thảo luận đi. Thảo luận cái gì? Như vậy thì kỳ lạ quá. Đúng vậy. Nếu không phải quan hệ nam nữ không bình thường, vậy thì kỳ lạ quá phải không? Không hiểu gì, tôi không hiểu gì hết. Toàn bộ quyết định mà con người làm trong lúc nông nổi đều không khách quan, không thận trọng. Em biết, lần này nếu anh không giúp được Chung tổng, ít nhiều gì trong lòng anh cũng thấy ấy nấy. Nhưng mà quả thực chúng ta cũng cần dùng tiền gấp, đúng không? Lấy lòng, so lòng, chị ấy chắc chắn hiểu được. Ngủ đi. Nào, ngủ đi. Hiếu Vi, ống nước chảy rồi. Mau, giúp anh tắt công tắc đi. Công tắc ở đâu? Công tắc ở đâu chứ? Không biết, anh không biết. Không biết sao? Anh ổn không vậy? Để em giúp anh. Cẩn thận cái tay, coi chừng. Lấy khăn bọc nó lại trước đi. Công tắc. Đó là công tắc phải không? Vậy em giữ đi, anh đi coi thử. Đừng, để em tắt cho. Cô Thẩm à, cô hãy cảm nhận khoảng cách giữa các tầng cùng với ánh sáng ở đây, cô cảm thấy thế nào? Đúng là rất tốt. Tôi dám nói như vậy, môi trường như vậy ở những căn chung cư khác tuyệt đối không đạt được. Tôi với chồng tôi bốc thăm, bốc được chỗ của cô. Vậy sao? Đây là ý trời. Vậy cô đừng do dự nữa, thật đó. Căn nhà này hai phòng, kiểu nhà cũng đẹp, tầng lầu cũng rộng, không có gì để kén chọn. Nếu như trả kỳ đầu 20%, cộng thêm thuế cũng chỉ là 90.000. 90.000 sao? Này, không phải là 75.000 sao? Ngày thứ tư mới chỉnh giá, mỗi mét vuông tăng 300 tỷ. Cao vậy à? Anh đáng ghét, làm em ướt hết người rồi.
ở đây lâu rồi, nếu công tắc tắt nước ở đâu cũng không biết. Anh còn dám nói em sao? Không không, anh nói bản thân anh. Được rồi, khỏi gọi sửa chữa nữa. Lúc đi làm sẵn ghế quản lý chung cư. Ba em gửi thư cho em sao? Hỏi anh gần đây thế nào rồi, sự nghiệp tiến triển gì không? Chú ấy vẫn chưa biết tình hình chúng ta. Em quá đáng rồi, đã lâu không liên lạc phải không? Có những chuyện nói ra càng thêm rối. Nếu mấy biết anh ổn rồi, chắc chắn sẽ yêu cầu anh mãi không thôi. Chỉ giải thích thôi cũng mất 3 ngày 3 đêm. Giờ chúng ta đăng ký kết hôn, mời họ đến nói rõ luôn. Bây giờ anh nghĩ vẫn nên mua một căn nhà, không thể ở tạm trong chung cư. Anh lại nữa rồi. Bây giờ công ty phát triển tốc độ, mỗi một mảng kinh doanh đều cần tiền. Chuyện riêng của chúng ta tạm thời gác lại đi. Không phải, có một căn nhà, lúc ba mẹ em qua cũng có thể có chỗ ở. Họ xem xong cũng yên tâm hơn. Nếu không yên tâm thì giữ cả mỏ vàng cũng vô ích. Em như vậy là cải cố còn gì. Chu Thiết Tứ, anh nghe rõ cho em. Thứ nhất, em không muốn người ta tưởng là em gả cho anh là có ý đồ gì. Thứ hai, hôn nhân bền vững hay không, em không tin cần bất động sản để đảm bảo. Có hiểu không? Sổ tiết kiệm đâu rồi? Qua Dĩ Lâm. Anh định làm gì đây? Các cô đã rút khỏi trong phòng rồi, không có quyền sử dụng nữa, sao cứ ở lì không đi vậy? Tôi nói rồi, tôi chỉ dọn dẹp đồ dùng bỏ sót thôi. Chuyện này các anh tìm chung tổng đi, tôi không quản nổi. Không quản nổi phải không? Được, ngày mai tôi sẽ dán giấy phong tỏa. Đi, thích dán thì dán, nói cho tôi có ích gì. Chào cô, xin hỏi qua Dĩ Lâm và chung tổng đâu rồi? Ai cũng đi trốn hết rồi, mấy chuyện sát rối này để lại cho tôi, phiền chết đi được. Vậy cô biết họ đi đâu không? Đã nói là trốn rồi, có thể cho tôi biết sao? Alo. Cô Thẩm, khi đại trung tổng gọi điện đến, nói là trợ lý Hoa đang ở bệnh viện. Bệnh viện, uống say quá, đang chơi nước biển. Y tá lập ơn cho hỏi, có phải mới đưa một đôi cẩu nam nữ uống say vào đây không? Cô xem thử, hai người uống say ở góc, có phải cẩu nam nữ cô muốn tìm không? Cảm ơn nha. Dĩ Lâm, Trung tổng, chuyện gì vậy? Tuyệt đối đừng mắng, đừng trách Dĩ Lâm. Muốn mắng thì mắng tôi. Dĩ Lâm vì đơn hàng mà liều cả mạng, ra đến nông nỗi này. Cứ tưởng gom đủ tiền bảo lãnh là được rồi, không ngờ đối thủ cạnh tranh lại đòi đưa tiền cho chúng tôi. Đây rõ ràng là muốn cướp đơn hàng của chúng tôi. Hắn biết chúng tôi bây giờ đang gặp khó khăn, chèn ép chúng tôi. Không còn cách nào, không giành được thời cơ thì đành nhờ vào tình cảm. Ly rượu trắng này hai chúng tôi cạn, anh tùy ý. Đào, tôi cũng kính anh. Cảm ơn nha, các anh vất vả rồi. Đã khiến mình ra đông nỗi này.
Đào Đào, tôi gấp thịt cho anh. Hồ Tổng, tôi xin cạn. Nếu anh chịu mở lời, cho dù tôi uống tới chết ở đây tôi cũng cam tâm. Nào, cạn. Cạn. Rất là... Được cười quá đúng không? Chính vì để người khác đưa tiền cho chúng ta. Đưa tiền xong còn phải đi cảm kích biết ơn người ta. Không ngờ Chung Lệ Mai tôi lại rơi vào bước đường này. Dĩ Lâm bỏ ra bao nhiêu tiền? 90 ngàn. Em gái, tôi không lừa cô. Chốt được đơn này, chúng tôi sẽ có thể sống. Xem như cô cứu tôi một mạng đi. Thẩm Vũ, sao cứ gặp được hai người vậy? Chúng tôi đến kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Kết hôn sao cũng tốt. Kết hôn được thì kết hôn lẹ đi. Cậu sao vậy? Tôi làm sao có liên quan gì tới cậu? Tự lo cho mình đi. Bạn em gặp chuyện gì rồi phải không? Đừng có đùa. Em và cậu ta trước giờ đâu phải là bạn chứ. Bùi Đa Phân, xin lỗi, xin lỗi. Anh làm gì vậy? Tôi không nên làm cô nảy sinh liên tưởng theo thói quen. Làm gì vậy? Anh biến thái sao? Tôi không biến thái. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt cô. Tạm biệt. Cảm ơn. Uống say quá. Uống rượu tới mức treo nước biển. Có chuyện gì vậy chứ? Hay là qua đó hỏi thăm đi. Sống là đàn ông của người ta, chết cũng là ma nhà người ta. Cứ bỏ đi. Dĩ Lâm có lẽ có nỗi khổ. Trước kia không có việc gì cũng phải chăm chọc anh ta mấy câu. Bây giờ không nên đâu, phải không? Đi, còn phải đi kiểm tra sức khỏe. Tháng trước tôi đăng ký kết hôn, xin mua nhà xã hội, hôm qua đã cấp nhà rồi. Nhà một phòng chỉ có 50-60 mét vuông, nhưng xây cho cùng thì cũng là có không gian riêng của mình. Đây chính là điểm khác biệt giữa giáo sư và giảng viên. Giáo sư người ta vừa kết hôn là cấp nhà xã hội, 60 ngàn là lấy được quyền sở hữu như tặng không vậy. Tôi nghe nói năm sau không có chính sách này nữa, nên anh quyết định kết hôn ngay sao? Đây không phải phong cách của khoa âm nhạc chúng tôi. À mà, tôi và vợ tôi quen nhau 5 năm rồi.
Cô còn nhớ lần đầu chúng tôi cãi nhau không? Dớ dẫn, hai người mắng tôi đúng lắm. Tôi nên kết hôn và dẫn nhà từ lâu rồi. Chui vô ký túc xá tập thể là do tôi tự mình chuốc lấy. Tôi đáng đời. Nhưng mà nói thật thì vợ tôi cũng tốt lắm, ưa nhìn lại dễ tính. Mà tôi cứ hay chê người ta là hộ khẩu nông thôn, do dự trì hoãn tới bây giờ, đứng núi này trong núi nọ. Hồi đó thường chơi trò nhét giấy đưa thơ tình, nhưng muốn bỏ ngọn núi này thì lại không nỡ. Cô xem, ký túc xá này không có người ngoài, lúc dính chung với nhau cũng đầy lãng mạn. Cứ so sánh núi này với núi nọ, so sánh điều kiện của người này với người kia, kết quả chính là do dự đó. Đây cũng là chuyện thực tình của thanh niên nghệ thuật theo đuổi hoàn hảo. Trên đời này làm gì có hoàn hảo. Tôi cứ như vậy nghĩ thông suốt đó. Con người không ai hoàn hảo, điều kiện càng không thể, có đúng không? Nữ giảng viên của đại học sư phạm chúng ta, cô xem có ai mà không thèm thuồng gian sắc của Hoa Dĩ Lâm và cô? Nhưng mà có ai giành với cô không? Cũng là do cảm thấy không nhà không xe, chỉ số tổng hợp không cao. Anh biết ăn nói không vậy? Không không không, tôi chỉ muốn nói lên một quan điểm. Kết hôn chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi. Muốn thì đừng có do dự, không muốn thì đừng có dây dưa nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Tôi thực sự không ngờ người tôi muốn nói tạm biệt nhất lại là người đánh nhau với tôi 3 năm. Bởi vì đều là thanh niên nghệ thuật đen đuổi. Đúng rồi. Chắc chắn là vậy. Chậm thôi. Cảm ơn. Nào. Nào ngồi đây. Sổ tiết kiệm đâu? Khá đó, vẫn chưa xuống đấy. Xin lỗi. Cộng thêm ngân hàng kiến thiết còn 40 ngàn, đủ sống rồi. Anh đảm bảo với em, anh sẽ nhanh chóng kiếm lại. Anh ngồi xuống trước đi. Nếu là cố Hiểu Vi chắc chắn sẽ nói dẹp hết 3 cái phân mẹ phân chó. Dẹp hết 3 cái phân mẹ phân chó bày tiệc kết hôn. Em luôn nghĩ đủ mọi cách muốn biến anh thành người mà em tưởng tượng. Thực ra người đó trước giờ vẫn là anh. Người ta lưu manh giả vờ nghĩ khí, anh là tên khờ liều mạng thật. Lâu nay đều như vậy. Năm xưa người khiến em mê với điếu đổ, chẳng phải cũng là anh sao? Tính xấu của người này chắc chắn em phải dơ cao giấy đăng ký kết hôn quản giáo thật kỹ. Mặc kệ nhà cửa, mặc kệ sĩ diện gì đó, chúng ta bày tiệc kết hôn.
làm cho tất cả mọi người xem